Dịp Lâm Anh tổ chức tiệc chia tay độc thân sang chảnh, nhiều hoa hậu cùng tham gia. Dịp Lâm Anh cảm ơn tình cảm mà bạn bè thân thiết dành cho mình. Trước ngày cưới diễn ra vào ngày 5 tháng 5 tới đây, ca sĩ diễn viên Dịp Lâm Anh đã tổ chức tiệc chia tay độc thân sang chảnh tại Đà Nẵng. Xuất hiện với trang phục váy trắng kèm voan cô dâu, Dịp Lâm Anh vui vẻ nhận lời chúc mừng của những đồng nghiệp bạn bè thân thiết. Được biết, tiệc chia tay độc thân của Dịp Lâm Anh có sự tham gia của Hoa hậu Jolie Nguyễn, Hot Girl Hà La Gia, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Lam Cúc. Mọi người đều chủ động chọn trang phục tông màu trắng để chung vui cùng người đẹp sinh năm 1989. Dù đang bận rộn ghi hình cho game show mới, song Kỳ Duyên cố gắng sắp xếp thời gian để ra Đà Nẵng dự tiệc của Dịp Lâm Anh. Cặp đôi này đã gắn bó với nhau suốt 2 năm qua, giữa sánh đôi trong các sự kiện giải trí, song Dịp Lâm Anh và Kỳ Duyên sẵn sàng chia sẻ cùng nhau mọi buồn vui trong công việc và cuộc sống. Hot Girl Hà Lady chủ động chỉnh voan đội đầu cho Dịp Lâm Anh. Lam Cúc chụp hình kỷ niệm trong ngày đặc biệt của quán quân cuộc đua kỳ thú 2013. Cách ứng xử trái ngược của gia đình Nam Em và Nhã Phương khi scandal ập đến. Không cần so sánh, có lẽ khán giả cũng nhận thấy rằng Nhã Phương có một hậu phương vững vàng hơn so với Nam Em. Những ngày vừa qua đối với bộ ba Nam Em Trường Giang Nhã Phương có lẽ là những ngày thực sự giông bão và nơi duy nhất để họ tìm được bình yên và động lực bước tiếp có lẽ chỉ có gia đình. Bản thân Trường Giang cũng thừa nhận rằng trong cơn bão lần này, một trong số những động lực giúp anh đứng lên chính là sự quan tâm tình cảm của người cha. Còn với hai cô gái còn lại, sự bao bọc của gia đình giữa tâm bão đã được thể hiện một cách rõ ràng. Tuy nhiên, nhìn cách thể hiện của gia đình Nam Em và Nhã Phương có lẽ sẽ khiến công chúng có nhiều suy nghĩ. Và rõ ràng trong câu chuyện này, Nam Em chính là người cô đơn nhất, cô đơn ngay ở giữa gia đình mình. Ngay khi Nam Em bị chỉ trích vì thẳng thắn chia sẻ về tình yêu với Trường Giang, chị gái duy nhất của cô đã phát ngôn một cách lạnh lùng. Tôi không biết gì về chuyện của Nam Em, chúng tôi không ở chung với nhau 2 năm nay rồi. Và sau khi chị em xích mích, Nam Em đã nói với mọi người là từ mặt tôi nên tôi cũng không quan tâm đến những vấn đề của Nam Em nữa. Vậy là không chỉ không có tình cảm chân thành từ phía Trường Giang, Nam Em còn bị chị gái thẳng thần tuyên bố không bận tâm. Tệ hơn, người đồng tính của chị gái Nam Em không ngừng ngại buông lời đe dọa cô trên trang cá nhân rằng Nam Em đang làm gì ảnh hưởng tới chị gái cô, nếu không sẽ không được yên. Cùng một lúc cô nhận về hai gáo nước lạnh. Tới khi sự việc ồn ào hơn, mẹ ruột Nam Em bất ngờ lên tiếng chỉ trích Trường Giang để bảo vệ con gái. Đây là một hành động hết sức bình thường và dễ hiểu đối với bản năng của một người làm mẹ. Song thực tiết là những phát ngôn của bà chỉ khiến sự việc thêm ồn ào, thậm chí còn khiến Nam Em bị chỉ trích nặng nề hơn vì để mẹ ruột phải lao tâm khổ tứ như vậy. Đứng trước việc em gái bị Trường Giang đe dọa, chị gái Nam Em cũng trả lời ngắn gọn. Chuyện này tôi không muốn xen vào nhiều nữa vì đó là vấn đề cá nhân của Nam Em. Tuy nhiên, nếu như có điều xảy ra thì tôi sẽ bảo vệ em gái mình. Gia đình tôi tự giải quyết mọi rắc rối với nhau, không muốn làm mọi thứ phức tạp lên. Chị gái Nam Em còn nhấn mạnh, khi chuyện Nam Em với Trường Giang bùng nổ tôi không làm gì hết. Tôi chỉ mong cuộc sống yên bình rồi làm việc của mình, tôi không muốn bị cuốn vào câu chuyện này nữa. Vậy là lại là một lần nữa. Công chúng được thấy rằng đến người thân cũng đang cảm thấy mệt mỏi, phiền phức với vấn đề của Nam Em. Hoa khôi họ Nguyễn thật sự đang cô đơn dù được gia đình lên tiếng bảo vệ. Trong khi đó, phía gia đình Nhã Phương có cách ứng xử hoàn toàn ngược lại. Họ im lặng hoàn toàn trước sự việc, dù Nhã Phương là người bị hại trong câu chuyện này. Không có bất cứ một phát ngôn chính thức nào trên báo chí, thậm chí trên mạng xã hội. Gia đình Nhã Phương cũng không có bất cứ động thái gì liên quan đến sự việc. Thay vào đó, chị gái, em trai Nhã Phương vẫn chia sẻ những hoạt động thường ngày của họ như không hề xảy ra sự cố nào. Và qua một vài bức ảnh được bạn bè chia sẻ, người ta thấy Nhã Phương vui vẻ đi chơi bên cạnh bạn bè và em gái, thay vì lên báo khóc lóc ủ rũ. Rõ ràng, gia đình Nhã Phương không hề bỏ mặc cô, họ im lặng vì tôn trọng và tin tưởng vào con gái mình trước những sóng gió hiện tại. Cách ứng xử văn minh khéo léo của gia đình Nhã Phương cũng giúp cô tránh khỏi những thị phi đồn đoán không đáng có trong thời điểm nhạy cảm này. Nhã Phương xuất hiện già nua, lộ rõ vẻ mệt mỏi sau scandal tình cảm của Trường Giang. Mặc dù diện áo dài đỏ và cười rất tươi, nhưng khuôn mặt Nhã Phương vẫn lộ rõ sự mệt mỏi, với vết chân chim trên mắt. Sau khi xảy ra ồn ào tình cảm của Trường Giang và Nam Em, Nhã Phương trước sau như một, thể hiện thái độ im lặng,
cô vẫn lặng lẽ tham gia các sự kiện và dành thời gian đi du lịch với bạn bè. Trong sự kiện Tháng Nhân Ái mà cô tham gia với vai trò đại sứ, dù đã trang điểm kỹ, Nhã Phương vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi già nua, với vết chân chim nơi khóe mắt cùng nhiều nếp nhăn ở bọng mắt. Nhã Phương xinh đẹp tươi tắn ngày nào, hôm nay tuy vẫn tươi nhưng trông có phần suy sụp quá. Có người cho rằng có lẽ Phương đã khóc và suy nghĩ rất nhiều nên mắt hơi sưng và vết chân chim mới nhiều như vậy. Hầu như ai cũng mong rằng Phương sẽ mau chóng lấy lại được sự cân bằng vui vẻ trong cuộc sống. Những người hâm mộ thì thật lòng muốn Nhã Phương sớm tìm được người đàn ông yêu thương che chở cho cô, không để cô rơi vào tình cảnh éo le như thời gian qua. Nhã Phương lộ rõ vết chân chim trên mắt. Đan Trường lần đầu song ca cùng Hoa Vinh bản hit đình đám từ 20 năm trước. Hoa Vinh lộ giọng yếu hẳn bị đàn anh lấn lướt. Màn kết hợp đầu tiên này của Đan Trường Hoa Vinh đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Tối 1 tháng 5, Đan Trường Hoa Vinh đã có buổi biểu diễn chung ở một chương trình ca nhạc tại Huế. Tại đây, ngoài các tiết mục riêng, cả hai còn có màn song ca chung ca khúc đình đám từ 20 năm trước, Mưa Trên Cuộc Tình, và nhận được sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả. Chia sẻ về tiết mục song ca này, Hoa Vinh cho biết, anh không thể tin có một ngày được đứng chung sân khấu và biểu diễn chung cùng thần tượng một thời nam ca sĩ Đan Trường. Cũng sau buổi diễn, Hoa Vinh đã đăng tải hình ảnh chụp cùng Đan Trường lên trang cá nhân và cho biết, hôm nay lại còn được hát cùng anh ấy cái bài mà ngày xưa chỉ được nghe bằng băng cassette bé xíu, rồi được ôm một cái, trời ổng vẫn đẹp và hiền lành như ngày nào. Anh ơi, em vẫn muốn cảm ơn anh một lần nữa anh ạ. Em cảm ơn hơn 10.000 khán giả ở Huế đêm nay nữa. Riêng Đan Trường, anh đã ghi lại clip tiết mục biểu diễn chung với Hoa Vinh và chia sẻ lên trang fanpage cá nhân. Đoạn clip này ngay sau khi đăng tải đã lập tức được cộng đồng mạng chia sẻ trên khắp các diễn đàn. Rất nhiều lời khen đã được gửi tới Đan Trường Hoa Vinh. Không ít khán giả còn cho rằng họ như được sống lại một thời tuổi trẻ khi nghe lại ca khúc Mưa Trên Cuộc Tình. Biệt với màn song ca lần đầu tiên của Đan Trường và Hoa Vinh lại càng giúp ca khúc thêm màu sắc mới. Trước đó vào đầu tháng 4, Hoa Vinh cũng khiến người hâm mộ thích thú khi lần đầu cover ca khúc Mưa Trên Cuộc Tình của Đan Trường, không phải là livestream vừa hát vừa trò chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ. Chỉ là clip cover một ca khúc, nhưng sau một đêm chia sẻ đã thu hút hơn 56.000 lượt xem. Harry Won mang bầu, đội tính hành hạ trưởng thành sau hậu trường. Những khoảnh khắc hài hước vui nhộn của cặp vợ chồng son sau hậu trường Manbirth 2018 khiến khán giả không nhịn được cười. Dù phải di chuyển liên tục trải qua thử thách suốt những ngày qua, song ba cặp vợ chồng khi đàn ông mang bầu 2018 đều cho thấy sự hào hứng với chuỗi thử thách ấn tượng của chương trình. Thử thách với những màn tranh cãi, chạy đua với thời gian hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc thú vị trên màn ảnh nhỏ trong thời gian tới. Nếu đôi đũa lệch Trường Giang Hương Giang liên tục vận dụng sự thông minh để xử lý tình huống, thì ở cặp đôi Hứa Vị Văn Kỳ Duyên, sự kết hợp ăn ý, thế mạnh riêng của từng người lại là điểm mạnh đáng nhớ của cả hai. Duy nhất cặp vợ chồng chính hiệu trứng thành Harry Won, sự thân thuộc quá mức đôi lúc khiến cả hai không kìm được cảm xúc. Nếu không là những cuộc cãi vã, thì những màn vỡ trận không thể nhịn cười, phần lớn cũng xuất phát từ bộ đôi Sinri này. Ba cặp vợ chồng của khi đàn ông mang bầu liên tục gây sự chú ý tại những địa điểm mình đi qua. Trong đó, nếu Trường Giang Hương Giang, Hứa Vị Văn Kỳ Duyên vận dụng trí thức để chiến thắng thử thách, thì trứng thành Harry Won lại liên tục chiêu đãi khán giả bằng những cử chỉ đáng yêu duyên dáng của mình. Dù thắng hay thua, cảm xúc của cả hai đều rất khó đoán. Đứng trước cảnh tượng này, liệu ai mới là trụ cột gia đình Sinri? Vừa cãi nhau, giận nhau đó, cặp đôi hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế, khiến khán giả cười nghiêng ngả ngay. Liệu có phải vì mang bầu mà Harry đổi tính hành hạ trứng thành sau hậu trường khi đàn ông mang bầu 2018? Khi đàn ông mang bầu được mua bản quyền từ Thái Lan và thực hiện thành công ở Singapore và Trung Quốc, đây cũng là chương trình đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tạo ra sân chơi thú vị cho các nghệ sĩ được trải nghiệm cảm giác mang bầu và giúp lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng trong cuộc sống. Chương trình còn đề cao tính nhân văn, cung cấp thông tin kiến thức cho những người sắp trở thành cha mẹ, đặc biệt khoảnh khắc chào đón ba thiên thần ra đời sau khoảng thời gian thử mang bầu ở tập cuối cùng sẽ là những giây phút thiêng liêng, ý nghĩa nhất dành cho các nghệ sĩ cũng như khán giả xem qua chương trình.
Main Bird khi đàn ông mang bầu được phát sóng lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên VTV3 và từ ngày 24 tháng 5.